Thưa quý vị, hôm nay là ngày vẻ vang, là ngày độc lập. 79 năm trước, cả dân tộc ta đã đứng lên thực hiện cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại, đánh đổ ách xiềng xích của cả đế quốc, thực dân, phong kiến. Từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đất nước Việt Nam đã có tên trên bản đồ thế giới. Người dân Việt Nam ngừng cao đầu, tự hào là con dân một nước tự do, độc lập mỗi chặng đường đi mỗi thành công và thất bại sau những kỳ tích trong kháng chiến kiến quốc hội nhập quốc tế mà thế giới ngưỡng mộ là kết tinh của trí tuệ mồ hôi nước mắt và máu của bao thế hệ bài xã luận trên báo nhân dân khẳng định tinh thần ngày quốc khánh bất diệt cổ vũ mở đường cho chúng ta đi tới kỷ nguyên mới vươn mình phát triển của đất nước việt nam dân tộc việt nam văn hóa việt nam Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, được các báo số ra hôm nay trân trọng gửi tới quý vị. Bài viết có đoạn đất nước ta đang đứng trước vận hội mới vừa là thời cơ đồng thời cũng là thách thức trên con đường phát triển. dưới sự lãnh đạo của đảng với sự đồng lòng, chung sức của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số, tạo ra bước đột phá trong phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất để đất nước ta, dân tộc ta vươn mình vượt bậc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tiên tiến, văn minh, hiện đại. Với triển vọng kinh tế Việt Nam tốt hơn vào những tháng cuối năm, các tổ chức tài chính quốc tế đã nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024. Bài viết trên báo Quân đội Nhân dân nêu vấn đề liệu Việt Nam có thể vượt qua mức thu nhập trung bình thấp trở thành nước có thu nhập trung bình cao về đích sớm hơn mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra hay không để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra các chuyên gia trong nước và quốc tế đưa ra nhiều khuyến nghị rất đáng chú ý đó là cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để hỗ trợ tổng cầu trong ngắn hạn thu hẹp thiếu hụt hạ tầng đang phát sinh hối thúc các ngân hàng cải thiện tỷ lệ an toàn vốn đẩy nhanh cải cách để xanh hóa nền kinh tế tập trung phát triển thị trường vốn để phục vụ nhu cầu vốn cho các dự án dài hạn những năm qua, các chính sách an sinh xã hội không ngừng được điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời các đối tượng khó khăn trong xã hội. Theo bài viết trên báo thời nay, ba loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế luôn giữ vai trò trụ cột, giữ bền vững lưới an sinh, bình đẳng về vị trí xã hội của người lao động trong các thành phần kinh tế, đồng thời thúc đẩy sản xuất phát triển mới đây, chính phủ đã ban hành nghị định số 75 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 146 đã nâng mức hưởng từ 80 lên 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Theo đó, nghị định mới có những quy định mang tính đột phá, gỡ được các nút thắt vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong không khí rộn ràng đón mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đi giữa lòng thủ đô Hà Nội, để cảm nhận về hiện tại và nghĩ về tương lai. Có lẽ ai cũng thấy rõ sức sống và tầm vóc của non nước Việt Nam. Bài viết trên báo Hà Nội mới khẳng định, Hà Nội sau 79 năm thành lập nước thực sự là biểu tượng cho sự vươn lên, rũ bùn, đứng dậy, sáng lòa của Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Những kết quả cụ thể trong xây dựng và phát triển mắt thấy tai nghe của Hà Nội chính là động lực cho niềm tin và khát vọng vươn xa. Dẫu phía trước còn muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng với điểm tựa truyền thống, anh dũng kiên cường và hồn thiêng sông núi, thủ đô sẽ tiếp tục cùng đất nước bước vào thời kỳ mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chỉ còn 8 tháng nữa là đất nước ta sẽ kỷ niệm sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ngày 30 tháng 4 năm 2025. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng, hoàn thành các công trình lớn mang dấu ấn và khát vọng vươn lên của thành phố. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải phóng, những công trình quy mô lớn siêu hiện đại sẽ được khởi công hoặc khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, gồm Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng, cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm trung tâm nghệ thuật truyền thống tại khu trường đua phú thọ